trong những cái hoạt động phòng chống thiên tai, đúng không các bạn? Bởi vì nhà nước chính phủ cũng sẽ dùng những nguồn kinh phí đó để giúp cho cái môi trường kinh doanh chúng ta ổn định. Chúng ta phải dùng nó, chúng ta phải có trách nhiệm đối với xã hội. Chị Xuyên Nam sẽ chia sẻ với các bạn về cái việc là ngân hàng ACB làm như thế nào để đến với cộng đồng, đến với xã hội để chia sẻ những cái giá trị của mình cho cộng đồng. Chứ không phải chúng ta kinh doanh, chúng ta gây dựng thương hiệu chỉ nhằm mục đích là đem đến lợi nhuận cho các cộng đồng thôi. Quan điểm nó cực kỳ sai. Đấy thì đó cũng là một cái tổng lược trong vấn đề về xây dựng chiến lược của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về một số cái lựa chọn mô hình để mà mình quản trị cái thương hiệu như thế nào. Đầu tiên nhất là mình nói tới mô hình thương hiệu cá biệt. Thì mình sẽ lựa chọn cái cách nào và cuộc chơi này dành cho những người có tiền hay là không có tiền các bạn. Đấy, chẳng hạn như chúng ta thấy là Unilever có nhiều rất dòng Rejoin, rồi Lifebuoy, Safeguard, rồi Omo. Đây là những cái thương hiệu mang chất là cá biệt. Mang chất là cá biệt. Chi phí quản trị thương hiệu này cực kỳ lớn. Và những cái người mà đóng vai trò là brand manager này là phải có quản trị theo từng brand. Đúng không các bạn? Quản trị theo từng brand. Và như vậy là doanh số và là doanh số theo từng brand luôn các bạn. Doanh số theo từng brand. Doanh số từng brand. Từng brand. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là cái chi phí đổ ra cho bộ phận này rất lớn và đòi hỏi doanh nghiệp này phải là có quy mô lớn, và thứ hai là có khả năng liên quan đến công tác tài chính. Các bạn đã biết ma trận SWOT chưa các bạn? Ma trận SWOT. Ai biết ma trận SWOT với tay không? Chưa có ít. Ma trận SWOT chỉ là cái nền tảng ban đầu thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn phải tổng hợp SWOT mới là cái quan trọng. Đúng không các bạn? Các bạn phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thử thách chỉ là cái quan trọng thôi. Nhưng mà cái tổng hợp SWOT mới là cái quan trọng. Trong SWOT các bạn thì nó có hai yếu tố. Yếu tố bên ngoài, yếu tố thị trường. Yếu tố bên ngoài với thị trường đó là sự kết hợp giữa cái sức mạnh của mình, lợi thế của mình với lại cái opportunity là cái cơ hội của mình. Và cái giải pháp đó chính là giải pháp SO. Giải pháp SO là giải pháp liên quan đến thị trường. Chúng ta sẽ bỏ tiền ra, chúng ta làm marketing. Chúng ta sẽ bỏ tiền ra để chúng ta làm thương hiệu của mình. Đó là sự kết hợp của các giải pháp. Và trong cái giải pháp về Matrix Work thì nó có giải pháp là kết hợp những cái điểm yếu và những cái thử thách đe dọa bên ngoài. Hai điểm đó nó sẽ tạo nên cái nội lực trong doanh nghiệp của mình. Ngày nay thì các bạn biết đó là một số doanh nghiệp của Nhật và Trung Quốc người ta đang áp dụng một số biện pháp trong vấn đề về chương trình năng suất để tiết kiệm và làm giảm giá thành rất nhiều. Các bạn nhìn thấy một số của các doanh nghiệp Trung Quốc người ta đang có khuynh hướng là sao? Người ta di chuyển những cái doanh nghiệp của Trung Quốc sản xuất ở trong thành phố ra dọc ở ngoài bến cảng. Đến khi người ta sản xuất ở đó xong là người ta bốc, người ta đưa lên tàu luôn. Người ta giảm thiểu đi những chi phí vận chuyển. Các bạn hiểu không? Trong thời gian sắp tới thì chi phí vận chuyển là một chi phí cực kỳ lớn. Việt Nam chúng ta sẽ thấy được vấn đề này. Việt Nam chúng ta sẽ thấy được vấn đề. Tất cả các trường đại học chúng ta đang có xu hướng giờ lên Củ Chi, đúng không các bạn? Đang mua đất giờ lên khá nhiều trên Củ Chi. Và như vậy là các bạn thấy là phương tiện công cộng từ xe buýt, sắp sửa là chúng ta có tàu điện ngầm, mà sắp sửa chúng ta sẽ có một số phương tiện khác. Mình cũng biết là chúng ta đang hình thành một cái dự án là xe điện tram các bạn. Tram là xe lửa mà nó chạy trên mặt đường, nó xài bằng những cái cân điện như nước ngoài đó các bạn. Đó, cũng đang hình thành dự án đó từ Hồ Chí Minh đi Long An, từ Hồ Chí Minh đi Củ Chi như thế. Thì đối với dự án đó thì các bạn thấy cũng sẽ rất là tốt kém. Và như vậy quay trở lại vấn đề trong vấn đề về thương hiệu thì chúng ta thấy là những doanh nghiệp mà có được cái tình hình tài chính mà mạnh đó các bạn, thì họ sẽ đi vào quản trị từng cái nhãn hàng, từng thương hiệu cá biệt này. Tí xíu nữa các bạn sẽ thảo luận với nhau tại sao mà làm như vậy, và làm như vậy có cái mục đích gì và có cái ưu điểm gì. Rồi, cái mô hình thứ hai là chúng ta quản trị thương hiệu gia đình. Quản trị thương hiệu gia đình. Quản trị thương hiệu gia đình. Chúng ta thấy cái hàng như là Điện Quang, Việt Tiến, ở đâu cũng là Việt Tiến hết. Việt Tiến. Việt Tiến cũng vậy. Và sự việc này nó giúp cho sao chị? Giúp cho các bạn thấy rằng là những cái sản phẩm trong cái hệ thống
của một doanh nghiệp. Những sản phẩm trong doanh nghiệp của mình nó được tương tác và nó hỗ trợ với nhau. À, tuy nhiên nó điểm là sao các bạn? Khi mà cái tâm thức của người tiêu dùng nó đã quá sâu vào cái sản phẩm thì có thể người ta sẽ sao các bạn? Người ta sẽ khó quên được sản phẩm đó. Nhưng một cái điểm nhược điểm đó là khi người ta phát triển những dòng sản phẩm mới á, thì có vẻ nó sẽ khó hơn. Chẳng hạn như các bạn, giờ người ta nói là nhắc tới Vinamilk là nhắc tới gì các bạn? Sữa. Bây giờ là Vinamilk tự nhiên bán xi măng hoặc là sắt, tự nhiên ta nghĩ là sắt hay là xi măng Vinamilk, thì các bạn có cảm thấy tin tưởng không? Tin tưởng không? Khó lắm, đúng không? Khó lắm. Chẳng hạn như kim đan là về nền, nền kim đan, đúng không các bạn? Bây giờ kim đan và bánh kim đan thì các bạn dám mua ăn không? Hả? À, đó là những cái trải nghiệm, đúng không các bạn? Gạch Đồng Tâm đã quá nổi tiếng và chính cái thương gạch Đồng Tâm nó đã làm cho cái Đồng Tâm trở nên nặng nề hơn, đúng không? Khi Đồng Tâm làm qua sơn Đồng Tâm thì người ta cảm giác là sơn Đồng Tâm có thể cạnh tranh nổi là Nippon hoặc là Seamaster hoặc là sơn Nero, đúng không các bạn ha? Hoặc là cửa Đồng Tâm hoặc là mối Đồng Tâm đấy. Thì chúng ta với cái bản lĩnh của mình thì trong thời gian mà thành lập thương hiệu á, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lựa chọn thương hiệu cá biệt hay là một thương hiệu gia đình. Và như vậy đối với lại thương hiệu gia đình này thì nó rất là thích hợp cho những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và đội ngũ về brand manager chúng ta sẽ không cần thiết phải quá đông. Chúng ta cứ thấy là có thương hiệu Đồng Tâm là bây giờ chúng ta cho ra bao nhiêu sản phẩm thì cứ ghép cái Đồng Tâm vô. À, cho ra ngói thì ghép vô là ngói Đồng Tâm, cho ra sơn ghép vô là sơn Đồng Tâm. À, chúng ta không cần phải có những cái brand riêng cho từng cái dòng thương hiệu của mình. Rồi cái mô hình thứ ba là mô hình kết hợp. Mô hình kết hợp này thì chúng ta thấy cũng cực kỳ khó. À, chẳng hạn như chúng ta thấy nó vừa kết hợp thương hiệu chung và thương hiệu riêng. Chẳng hạn chúng ta thấy có Sony Vaio, Honda, thì có Honda Future, Honda Future, Yamaha Sirius, bánh Kinto AFC. Đấy. Thì ở đây thì phải nói rằng là các bạn cũng thấy rằng là chúng ta phải tốn nhiều kinh phí lắm cho cái việc tổ chức cái mô hình theo cái dạng là đa thương hiệu này. Bởi vì ngoài cái việc đầu tư cho thương hiệu mẹ là Kinto, chúng ta phải đầu tư cho các thương hiệu con. Nhưng là sao các bạn? Lợi điểm là gì các bạn? Nếu thương hiệu con nó chết thì nó chết của mình đó. Nó không ảnh hưởng đến thương hiệu mẹ. Nhưng mà do thương hiệu con nó quá yếu, do đó người ta buộc lòng phải gắn thương hiệu mẹ vào để thương hiệu con nó được sống. Mà khi mà nó đã sống đủ sức mà nó trưởng thành rồi thì người ta bỏ cái Kinto ra, người ta chỉ còn là cái AFC thôi. AFC nó sẽ sống tự thân cộng đồng của nó. Sống tự thân cộng đồng của nó. À, chẳng hạn như là Sony Vaio, nếu mà Vaio là đủ sống rồi thì người ta sẽ cắt cái chữ Sony ra, người ta còn lại là Vaio. Và đấy, thì đây cũng là một số cái mô hình trong vấn đề về quản trị cái thương hiệu của mình. Và cái phần nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề về bảo vệ thương hiệu. Cái phần nữa chúng ta nói về bảo vệ thương hiệu. Bảo vệ có hai yếu tố: bảo vệ từ bên ngoài và chúng ta bảo vệ từ bên trong các bạn. À, bảo vệ từ bên ngoài là sao? Chúng ta phải giữ cho được những cái chứng từ ban đầu trong vấn đề về xác lập cái quyền thương hiệu của mình. À, cực kỳ quan trọng. Các cái việc mà điều tra chống bán phá giá đó các bạn, thì các bạn biết gần như Việt Nam mình thua ở cái chỗ là chúng ta không có tổ chức những cái chứng từ ban đầu của mình. Khi mà điều tra chống bán phá giá thì người ta yêu cầu là anh chứng minh cho tôi đi, anh mua nguyên vật liệu đầu vào vô giá vốn là bao nhiêu, mà anh bán ra là bao nhiêu. Cái hàng giá vốn anh mua vô 50 đồng mà anh bán ra có 45 đồng thì chứng tỏ là anh bán phá giá. Thì như vậy là bây giờ 50 đồng đó anh phải chứng tỏ là anh mua từ nguồn nào, bao nhiêu, sử dụng định mức nào, bao nhiêu. Do đó cũng rất là dễ khi chúng ta phải lưu ý đến những chứng từ ban đầu trong đề xác lập về quyền thương hiệu của mình. Và mẫu mã bao bì chắc chắn là chúng ta cũng phải thường xuyên thay đổi, cũng như là những cái chi phí quản trị thương hiệu. Anh chị ha, các bạn ha. Các bạn biết một doanh nghiệp thành công đang quảng cáo rất là phát triển, người ta đang mua sản phẩm rất nhiều, thì theo các bạn doanh nghiệp đó có ngưng quảng cáo hay không, hay là vẫn tiếp tục quảng cáo? Rồi, một câu hỏi đặt ra cho các bạn ha. Một dòng sản phẩm đó đang quảng cáo mà trà xanh không độ
Tấm Tư Thanh chẳng hạn đang quảng cáo bán rất là nhiều số lượng doanh số bán ra, thì theo các bạn ở những cái lúc mà cao nào về doanh số thì chúng ta nên ngưng quảng cáo hay là chúng ta nên tiếp tục quảng cáo ạ? Các bạn là một câu hỏi cho đỡ tỉnh ngủ. Rồi bạn nào